chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu và Thiện Bình, hai chúng mình là bắt đầu là review lại một số các sản phẩm nhà đất tại Bình Châu, phải không? Đúng rồi. Rồi, hôm nay thì Thiện Bình sẽ giới thiệu với mọi người cái sản phẩm đất phân lô như thế nào tại Bình Châu vậy? Xin chào mọi người. Hôm nay Bình sẽ chia sẻ với mọi người một cái dự án siêu hot tại cái khu nước, suối nước nóng Bình Châu. Chỉ cách Onsen Novaland chỉ 300m thôi. 300m được không? Đường rất rộng, mọi người có thể nhìn thấy đây là hai làn đường rất lớn, có thể là hai xe tải tránh nhau thoải mái. Và mặt đường đây, cái lô này lô gốc nên là mặt tiền đường ở bên trong nữa là khoảng 6m nữa. Về cái ở đây sẽ có 14 lô. Trong đây 14 lô thì có 7 lô là mặt tiền đường lớn này và 7 lô là mặt tiền đường lớn ở mặt trong mà khoảng 6m. Thì mỗi một lô như vậy thì tầm 500m đến 800m. 500m đến 800m không thì bình. Đúng rồi, mặt bằng đã được giải phóng hết rồi nên là mọi người có thể thấy rõ các vị trí cọc mốc của từng lô. Đấy. Trước đây là một cái vườn nhãn. Trước đây một nhãn. Đất ở đây thì rất là tươi tốt, vâng. Ở đây thì rất là nhiều nhãn, khi mà khách hàng mà mua vào gọi là sử dụng thì có thể là thu hoạch cả chính cái cây nhãn trên đất của mình luôn, vâng. Và ở khu vực này là khu vực gọi là đông dân cư, phong tiền bình. Đúng thì rồi. Ở đây là giống như là có thể là xây dựng nhà ở ngay ha. Rất là tiện lợi. Và ở đây là đồng hồ có nè, điện có nè, có đầy đủ, điện ba pha luôn, phong bình. Bên kia đối diện cái lô đất của mình là nhà người ta đã sinh sống ở đây rồi. Đây là những cái căn nhà đã xây dựng sẵn luôn, được không? Đúng rồi, nên là mọi người yên tâm là đây có thể xây dựng được. Xây dựng được luôn, phải không? Quá tuyệt vời. Thì Thiện Bình có thể nói về cái kết nối hạ tầng của cái khu dân cư này được không? Từ đây thì mình đi đến cái chợ Bình Châu thì đâu đó khoảng 5 km thôi. 5 km ha. Khoảng 5 đến 10 phút chạy xe máy. 5 đến 10 phút chạy xe máy. Thì đây là cái trung tâm của Bình Châu luôn mà. Thì cái khu đó là cái nơi kết nối cảng cá nè, chợ Bình Châu, khu hành chính là cũng ở ngay đó luôn. Thì nói chung là rất là tiện lợi. Thì gần đây thì theo như Thiện Bình biết được là có một số cái dự án đang triển khai. Thì Thiện Bình có thể điểm qua một vài cái dự án mà đang triển khai tốt tại cái khu vực phân lô này được không? Xung quanh cái khu vực Bình Châu mình đúng không anh? Ừ. Thì có đang có những cái dự án mà khá là nổi tiếng, đó là dự án Venezuela của một chủ đầu tư Hưng Vượng Developer. Cái thứ hai là Laguna, là hai cái dự án mà ở Bình Châu mình đang đẩy mạnh và phát triển, giúp cho cái khu vực của mình ngày càng phát triển hơn. Cái thứ ba nữa là cái dự án của Nova, nữa là một cái dự án là Nova Hồ Tràm cùng với cái Safari, là kết nối, là cái làm tạo nên một cái quần thể mà du lịch phát triển bền vững cho Bình Châu thời gian tới. Bình có thể là nói cho mọi người biết được là cách đây với cách dự án của Nova xa hay không? Dự án Nova nó ở hướng bên đây. Hướng bên này phải không? Tầm 300m rồi. Ngay từ cái kết nối bằng cái con đường nhựa này luôn rồi, đó là cái đường nhựa hiện hữu rồi, và hai xe ô tô tránh nhau khoảng 6m. Rồi thì cái gì dự án của Nova đã triển khai chưa? Hiện tại là bên đội phát triển dự án của họ đã cho khách hàng booking rồi. Nghĩa là đã và đang triển khai rồi. Vậy hả? Thì thời gian tới nó sẽ chắc chắn là sẽ triển khai cho, tại vì quy định của Bà Rịa Vũng Tàu mà trong năm tới năm 2025 là bắt buộc là tất cả dự án phải triển khai, nếu không triển khai là sẽ bị thu hồi và đấu giá lại. Thì vô hình chung đã đẩy tất cả các chủ đầu tư bắt buộc phải xây dựng và bắt buộc phải phát triển và bán hàng. Thì trong năm 2022 tới là chúng ta sẽ thấy thị trường Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và Bình Châu và Hồ Tràm nói riêng là sẽ là bùng nổ thời gian tới. Đến Hồ Tràm thì ăn gì, vui chơi giải trí ở đâu thì Thiện Bình có liệt kê cho mọi người để mọi người có thể là nghĩ là đến đây vừa đầu tư nè, nhưng mà vừa gọi là nơi họ có về thể gọi là nghỉ ngơi giải trí á, thì nghỉ dưỡng đó, thì Thiện Bình có thể là điểm danh qua một vài cái đặc sản hoặc là những cái sản phẩm nổi bật tại cái khu vực này để cho mọi người biết đến được không? Ở Bình Châu thì nổi tiếng về hải sản rồi, có cái cảng cá Bình Châu đấy, thì nó hoạt động khá lâu rồi và hầu như là hàng ngày nó đều có thuyền về và chở hải sản tươi sống về đây, thì nên vì vậy mà cái hải sản này rất là tươi và ngon. Về ăn chơi á, thì thực ra thì ở đây nó còn khá là vắng, và khi mà buổi tối thì mình chủ yếu là mình ở resort, những cái khu nghỉ dưỡng thôi,
Còn về thời gian tới thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái phát triển rồi. Như Nova nè, Nova đó đã xây dựng hàng loạt cái shop house dọc đường ven biển, cùng với Laguna cũng có một dãy shop house nữa. Và Venezuela, một cái thành phố châu Âu, Vince đang mô phỏng cái khu mà của Italia thời trước. Nói chung là xây dựng những cái dòng sông mà trong lòng thành phố rất là đẹp. Những cái nơi đó là sẽ những nơi là vui chơi của du lịch thời gian tới, và những cái dự án đó đang triển khai rất là rầm rộ, và thời đâu đó thì khoảng 2 năm nữa là sẽ chắc chắn là sẽ bùng nổ thị trường Bình Châu, và sẽ thay đổi cái cục diện của bản đồ du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu. Thay vì trước đó là thành phố Vũng Tàu thì bây giờ người ta sẽ dồn về đây Bình Châu và Hậu Tràm. Nghe rất hấp dẫn, nhưng mà bây giờ là tiêu tiền làm sao cho hết nhỉ? Rồi có chỗ nào là đánh bài giải trí hay là như thế nào, casino gì không Thiền Bình? Chắc chắn rồi, ở đây thì nó là một trong những cái casino, nhưng mà chủ yếu là cho người nước ngoài thôi. Không biết là thời gian tới thì có sách nào thay đổi không. Còn riêng ở Việt Nam mình thì chỉ có mỗi Phú Quốc là có cái sòng bài mà cho người Việt Nam. Nhưng mà ở đây thì có casino nào chưa? Có casino của người nước ngoài là cái ở khách sạn Grand, The Grand ở khu vực cách đây thì đâu đó khoảng 15 cây. Rồi cách đây bao xa? 15 cây phải không? Rồi ngoài ra thì nghe đâu là có một cái quần thể gọi là mua sắm nè, rồi là cà phê giải trí và có sân golf nữa phải không? Đấy, nằm trong một cái quần thể chung. Rồi cái khu mà Grand đó là nó có hàng loạt các resort ở khu vực đó, là cho do chủ đầu tư là Hồ Tràm Group họ đầu tư. Đây cũng là công ty mà vốn 100% nước ngoài. Okay. Là hầu như là vốn rất là mạnh. Họ xây rất là chuẩn chỉnh và phát triển rất là bền vững. Rồi sở hữu một cái khu dân cư mặt tiền đường cực kỳ lớn. Và dùng dịp mọi người có thể thấy là xe cộ chạy đi qua lại rất là nhiều. Đấy, một cái mặt tiền đường như thế này và mỗi một lô như vậy khoảng 500 đến 800 mét vuông thôi. Mà giá thì thật sự bất ngờ luôn. Giá quá mềm luôn phải không? Với cái tiềm năng như vậy thì cái giá rất là bất ngờ. Thì nếu mà anh chị quan tâm những cái lô đất mà ở Bình Châu thì có thể liên hệ với Thiện Bình hoặc là Phước Sửu sẽ tư vấn chi tiết cho quý anh chị. Rồi. Okay. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn Thiện Bình, cảm ơn cả nhà đã quan tâm cái kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.